Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay mình quay lại với bài từ vựng nha. Bữa nay từ vựng của mình là classroom language, tức là cái ngôn ngữ dùng trong lớp học. Tới giờ này mới học bài này nó hơi muộn quá ha. Thì ở đây là có những cái equipment. Equipment là các thiết bị. Ok, muốn đọc chữ này không? Vô tra từ điển đọc nè. Equip. Xong rồi tới mình. Đây nó có chữ sẵn cho mình nè. Rồi, chữ này đọc như sau. Equip rồi tới mình á. Equipment. Equipment nó là không phải là equip, không phải chữ quờ mà không phải chữ khờ không, nó là khờ quờ. Equipment nha. Equipment equipment là các thiết bị. And use, use là sử dụng đúng không? Đây uses nó được sử dụng như là một danh từ, có nghĩa là công dụng. Rồi. Rồi, mỗi cái tay quá, hồi sáng giờ gõ nhiều quá rồi. Mỗi cái tay quá. Rồi, thiết bị và các công dụng. Thì nhìn vô đây thấy quá trời thứ luôn nè. Mấy cái này có trong lớp học hả ta? Mà lúc mình học nhớ không có đâu. Rồi, DVD là cái đĩa, đúng không? DVD với lại VCD. CD. DVD, ừ, kiểu vậy á. Rồi, đĩa ha. Cái này thì biết rồi, không có gì hết. DVD player tức là gì? Cái đĩa thì nó phải có cái đầu đĩa, đúng chưa? Tiếng Việt mình gọi là cái đầu đĩa để mình gắn vô nó mới hát được. Rồi, tiếp nữa cái pencil là cái bút chì. Sharpener, cái chữ sharp có nghĩa là nhọn hay là cắt nhọn, cắt làm cho nó nhọn lên á, thì chữ đó là đây, sharpener là cái đồ bào viết chì. Sharpener. Sharpener, sharpener, được chưa? Sharpener là cái đồ gọt viết chì, pencil sharpener. Cái chữ sharp không thôi nghĩa là sắc nhọn ha. Rồi, tiếp nữa cái rubber. Cái rubber này là cái cục gom, đúng không? Cái cục gom mình nhìn quen, dễ sợ quen luôn á. Nghe đồn là một đầu bôi viết chì, đầu màu cam, đầu màu xanh, đầu bôi viết mực. Mỗi lần mình lấy mình bôi viết mực xong là mình xé trang nó mình bỏ luôn. Hư mất luôn. Lủng nguyên lỗ luôn. Đây, rubber nè. Rubber, được chưa? Rubber là chữ rubber này á, nó có nhiều nghĩa lắm nha. Có nghĩa là cao su và những thứ làm từ cao su, tên trùng tên luôn. Rồi tiếp nữa là cái ruler, thì cái thước này quen quá rồi. Quen đạo là rộng là đừng có đọc ruler được, đọc là ruler. Đây, cái này là cái ổ cắm, socket. Còn cái này là cắm vô là plug, được chưa? Không có plug mà là plug. Thì từ vựng khúc này chủ yếu là phát âm thôi, chứ không có gì hết á. Plug. Ủa chữ này C1 lần hả? Ủa chữ này mình nhớ mình học từ hồi xưa lắc, hồi tắm quánh rồi, giờ này C1 hả? Plug something up tức là cắm cái gì vô. À, plug. Plug. Chữ này C1 hả ta? Trời ơi, cắm vô. Ok, từ cắm này là C1 lần hả? Mà C1 mà đi xuất hiện đây. Rồi, socket là cái, để xí ha. Cái plug nó C1 và cái socket là nhiêu? Trời đất ơi, hết hồn vậy. Không có được hàng gì luôn. Socket này là cái socket, là cái lỗ cắm. Còn plug là cái đầu cắm này. Rồi, socket và plug. Ok, còn cái này dễ nè. Highlighter pen. Thường mình kêu là highlight đúng không? Cái này nhìn quen quá, có liền luôn nè. Đây, lúc nào cũng phải có cái này. Hai cây lận. Đây là để dành học tiếng Anh, dân học tiếng Anh không thể nào không có hai cái này với cái bút chì. Mà không biết sao giờ học trò mình nó học toàn với bút mực không à. Còn mình nó mình sợ sai lắm. Lúc nào học Anh văn mình cũng viết bút chì hết luôn nha. Rồi xong mình sửa cho nó tanh banh tan nát vô luôn. Rồi, thế nói về công dụng. Mấy cái này nó quen mà để người ta giải thích sao nha. You use a rubber to rub something out. Rồi, cái này nghĩa là bạn dùng cái cục gom để bôi cái gì đó. Chữ này chữ bôi nè. Chữ rub là động từ luôn nha, là chà, cọ, sát. Thì cái chữ rub này có nghĩa là chà, cọ. Trong trường hợp này mình không dịch chà, cọ đâu, mình dịch là bôi. Bôi này không phải bôi kem nha, bôi đi á, xóa, xóa đi á. Ờ đúng rồi, xong dùng chữ xóa. Sợ quá, chà, cọ, bôi, xóa. Thấy không, thấy tiếng Việt khó không? You use a rubber to rub something out. Đó, nhìn vô cái này là dễ rồi. Quan trọng là cái cách mà người ta diễn tả cho mình á. Cái này giống như là nếu mà chơi chơi đố từ này kia thì mình sẽ cái này thì phát huy công dụng, còn bình thường thì không ai nói tới công dụng mấy này hết trơn, quá đơn giản, nhìn vô biết liền.
Rồi you use a ruler to measure something. Measure là đo nha. Rồi mọi người đọc chữ measure luôn cho nó chuẩn xác nè. Rồi, measure là đo lường. Cũng B1 ha. Measure. Measure là đo cái gì đó. Mé rồi giờ nha, chữ giờ có cong lưỡi, không phải là mé giờ nha, không có giờ như vậy được. Measure nó cong lưỡi lên. Rồi, measure something, đo cái gì đó. You use a pencil sharpener to sharpen pencils. Bạn dùng cái gọt bút, cái đồ bào bút chì để bào cái bút chì. Đúng rồi, cái này mình biết. Bút chì kẻ mày cũng có rồi đó. Rồi, you use a highlighter pen to highlight a word. Đó, bạn dùng cái highlight để highlight cái từ. Nó cho giải thích cũng như không luôn. Trời ơi, giờ mới phát hiện ra thì nói chung là bài này mà chơi cho đổi hình, tìm hình bắt chữ là cũng không diễn tả được luôn. Bị đụng chữ tùm lum là bị ta bắt. Rồi, highlight tức là để làm gì? Để làm cho nó nổi lên đúng không? Cho mình dễ thấy. Rồi, cô bỏ qua phần đó đi. Bài tập của phần này nói trước là dở vô cùng luôn nha. Không có hay gì hết trơn á. Bài này học cho vui thôi. Classroom activities. Đây, hoạt động trong lớp nè. Activity là hoạt động. Teacher or students do some things in a classroom. Ví dụ như là look up a word. Look up có nghĩa là gì? Là find the meaning of a word, là tìm nghĩa của từ. Hay mình gọi là look up là tra cứu từ trong một từ điển ha. Thì có thể bằng với chữ find cũng được đó. Nhưng mà thường á, look up là word, còn find là find meaning. Bởi vì sao? Một cái từ mình không biết thì mình đâu có kiếm nó đâu được đâu. Đâu kiếm chi, không biết thôi kiếm sao được. Tức là mình có cái từ đó mình không biết nghĩa mới gọi là tra cứu, đúng không? Rồi, borrow là mượn. Borrow someone's dictionary or rubber. Mượn từ điển của ai đó hay mượn gom của ai đó, nghĩa là sử dụng xong rồi trả. Ok, chữ borrow là rất quen, mọi người đã biết rồi. Rồi, plug in the DVD player. Plug tức là cái gì? Là cắm nó vô, cắm nó vô cái ổ điện, được chưa? Plug in, plug đi với in ha. Cắm vô hay là cắm vào. Rồi, turn up the volume. Turn up là gì? Vặn to, cái này là dễ nhất nè. Rồi, correct là sửa. Sửa bài á. Correct student's English, sửa tiếng Anh của học sinh. Là give the correct English, là nói cái tiếng đúng á. Nếu mà học sinh make mistakes, nếu mà học sinh có lỗi sai, mắc lỗi sai. Rồi, đơn giản không? Đơn giản. Language help là if you learn someone something, lend. Chữ này là chữ lend. Này là cho mượn. Nếu bạn cho ai mượn cái gì, if you lend someone something, you give it to them for a period of time. Tức là bạn sẽ đưa cho họ. A period of time là một khoảng thời gian. Cái cụm này cũng hay lắm nè mọi người nha. Cụm này mai mốt có xài á. Cái cụm này là mình nhớ là đi thi IELTS trong cái phần là task 1 á. Một khoảng thời gian gì đó. Thường so sánh biểu đồ á, là vô này là a period of time, chắc chắn thế nào cũng có. Tại biểu đồ phải có thời gian, đúng không? Rồi, if you borrow something from someone, you get it from them. Thì chẳng qua đây là giải thích cho mình là gì? Borrow là mình đi mượn người ta, như đó giờ mình biết. Còn cho mượn là lend, vậy thôi. Bạn có quyền biết một chữ để xài, ví dụ như là bạn đó cho tôi mượn, có nghĩa là tôi mượn của bạn đó, đúng không? Vậy đó. Rồi, tiếp. Could you lend me your pen? Là bạn có thể cho mình mượn cái bút của bạn được không? Còn nếu mà muốn nói là có hai cách nói. Là gì? Một là could you lend me, bạn thì cho tôi mượn. Còn tôi đi mượn của bạn là I borrow your pen. Nó hơi rối nhưng thực ra là không rối. Bởi vì sao? Nếu bạn biết chữ này là mượn, chữ này là cho mượn, dịch ra được là lời được liền ha. Mình đi mượn người ta thì bạn cho tôi mượn, bạn nè, tôi nè, bạn cho tôi mượn. Còn này là tôi mượn của bạn, hoàn toàn không có gì để nhầm lẫn đây được hết ha. Không có bài đặt nhầm lẫn chỗ này, nó vô lý lắm, không có nhầm được đâu nha mọi người. Ai nhầm chỗ này mình nghỉ chơi ra luôn á. Sao mà nhầm được chứ. Rồi, teachers may ask students to do this thing in classroom. Là giáo viên có thể kêu học sinh làm những cái điều này trong lớp. Ví dụ như là I'd like you to work with a partner. Tôi muốn các bạn làm việc với một người bạn cùng học ha, tức là một cái người nào đó chung với mình. Cái này là quá dễ đúng không? Rồi, cái tên này là cái tên. Ôi, tên gì vậy? Henry Ware vậy? Henry Ware, làm gì vậy? Chữ này đọc sao? Chữ này có trong... Không, chữ này nó không có tên trong đây. Mình cũng không biết đọc sao luôn. Tên lạ quắc vậy, lần đầu tiên thấy luôn.
Could you swap place with Lorena? Ok, hai đứa này không biết đọc tên hết luôn. Rồi, bạn có thể swap place. Swap place kia là gì? Change seat, tức là đổi chỗ ngồi. Sit in each other's seats, tức là nó khác với chữ change chỗ nào. Đổi á, là mình đổi ra cái khác. Còn swap á, là hai đứa đổi chỗ ngược qua cho nhau. Chỉ có hai đứa này thôi nha. À, còn đổi là mình bưng đồ mình đi chỗ khác ngồi. Chỗ đó nó còn trống, đúng không? Còn này swap là hai đứa đổi qua, đổi lại. Rồi, Kim, could you share a book with Petra? Kim ơi, bạn có thể chia sẻ cái quyển sách với người khác không? Chia sẻ là gì? Là use together at the same time, đó là cùng sử dụng một thời điểm, cùng nhau sử dụng trong một khoảng thời gian nào đó. Rồi, câu này là dễ nhất nè. Repeat this sentence after me. Lặp lại câu này theo tôi. Thật ra là không nên lặp lại theo giáo viên nếu giáo viên không phải là bản xứ nha. Lặp lại theo từ điển để cho nó lành. Rồi đó thì từ vựng như đó rồi à. Rồi giờ câu hỏi về từ vựng nè. What does tiny mean? Nghe quen không? Trời ơi, quen vô cùng. Tiny có nghĩa là gì? Tiny là it means very small. Tiny có nghĩa là rất nhỏ. How do you pronounce weight? Bạn phát âm cái chữ weight như thế nào? It's pronounced weight. Nó phát âm như vậy. Giống như chữ weight này. Hai chữ này đọc giống nhau luôn nha mọi người. Phiên âm giống nhau, đọc giống nhau luôn nha. Rồi, how do you spell bicycle? Bạn đánh vần chữ bicycle như thế nào? Bicycle đó, đánh là gì nè? B-I-C-Y-C-L-E đó. How do you use the word wow? Bạn sử dụng cái word, cái chữ wow này á, như thế nào, sử dụng trong trường hợp nào? Là nó sử dụng khi to show that we think something is fantastic or surprising. Là khi bạn nghĩ thứ gì đó nó tuyệt vời hoặc là ngạc nhiên đó. Ví dụ như là wow, look at that car, nhìn cái xe đó kìa, đó. Run roi đổ vậy. Rồi, could you explain the difference between lend and give? Bạn có thể giải thích cái sự khác nhau giữa hai cái này, chữ này và chữ này hay không? Đó, if you lend something to someone, nếu bạn cho ai đó mượn cái gì thì họ phải trả lại. If you give something to someone, nếu bạn cho ai đó cái gì thì người ta giữ nó luôn. Rồi, nguyên cái này chỉ là ví dụ thôi. Nói chung là bài này làm ra cho nó vui thôi. Chứ còn à, kiểu như là sao ta? Cái câu hỏi rồi của nó dễ ợm mà có cái phần mà giải thích đó, nó mới khó, nó kỳ cục lắm. Bài tập của nó mình làm thấy nhức đầu lắm mà. Rồi language help là ở đây đó, động từ là mean có nghĩa là ý nghĩa, nó có nghĩa là gì. Now là meaning, là ý nghĩa của nó là gì. Đối với tiếng Việt hai cái này dịch không có ra gì luôn. Pronounce là phát âm, còn pronunciation là cái cách phát âm của nó là sao. Repeat là lặp lại. Repetition là sự lặp lại. Spell là đánh vần. Spelling là cái vần đó đó. À, còn explain là giải thích. Explanation là cái sự giải thích, là cái điều mình giải thích ra. Use là sử dụng. Thì use bên đây là công dụng. Rồi, language help help dễ sợ luôn á. Rồi vòng bài tập nha. Ok, mình sửa bài luôn đi. Bài tập này nó ấy lắm. Một lời không thể nào nói được. Không biết mọi người làm bài tập trước nhà mọi người thấy sao, chứ mình thấy nó ấy lắm, quỳ lắm. Đây làm rồi hết rồi. Rồi có bài đầu được nè. Explain thì explain gì? Explain the meaning. Giải thích thì là giải thích cái nghĩa ha. Học chữ explain này cũng được nè. À, chỉ cách đọc chữ explain này đi. Chữ explain này hay ho lắm nè. Không có plain plain bình thường đâu mà là X nè. Xong rồi plain nè. Explain. Explain. Bài này bà đọc ngắn quá à. Từ từ slow motion chút nè. X xong rồi explain, nó là vần A chứ không phải là blend 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 vậy đâu. Explain. 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 Thì bả đọc nhanh cho nên là bạn nghe không quen bả sẽ nghe vậy. Tưởng nó là blend blend chứ không phải đâu. Không phải là E không mà là A. Explain. Đó. Cái miệng, cái khẩu hình phải đúng ra. Rồi, look up là tra, tra từ. Look up a word. Sharpen là làm nhọn cái gì? Làm nhọn cái bút chì. Swap là đổi chỗ. Places. Rồi, plug in thì là cái DVD, miễn có cái máy nào cắm cũng được. Work là work with a partner, làm việc cùng với bạn cùng học. Borrow, mượn cái gì? Mượn quyển, từ điển. Dictionary, từ này quen quá rồi, lần nào chả xài. Correct, correct cái gì? Correct a mistake, sửa một cái lỗi nào đó. Correct a mistake. Mistake, không có mistake được. Đây, chữ này luôn nè. Chủ yếu hôm nay là sửa phát âm là chính luôn á, chứ còn cái bài này nó ghê. Mistake. Rồi, mistake. Nhấn chữ take vô. Mistake, chứ không có mistake nha. Không có mistake được đâu.
ha, mistake, correct a mistake. Vậy ha. Rồi, trả lời các câu hỏi nè, vô tri vô giác. Mình coi đáp án của bài này rồi, sợ đáp án luôn. What do you put in a DVD player? Bạn bỏ cái gì vô cái DVD player? Bỏ cái DVD chứ cái gì? Rồi, what do you use in the dictionary? Use a dictionary for? Bạn dùng từ điển để làm gì? Giờ này còn mấy người có cuốn từ điển đâu nè? Đâu, mọi người có ai có từ điển đâu? Chỉ cho mình coi. Bản thân mình còn không có cuốn từ điển đây. Đã cho hết cho mấy đứa em rồi, mình nghĩ giờ tụi nó chắc cũng không xài đâu. Rồi thì to look up the meaning of words, để tra những cái từ thôi. Rồi, what do you put in a socket? Bạn bỏ gì vô cái socket? Bỏ ngón tay vô á. Thực ra là nhà mình có đứa bỏ ngón tay vô là thiệt nha. Con em mình á, nó bỏ ngón tay vô cái lỗ này, mò thọt thọt vô xong khóc quá trời luôn mọi người. Thì mình bỏ cái plug vô nha, chứ bỏ cái gì khác vô là chết cháy cái nhà luôn á. What do you use a rubber for? Bạn dùng cục gôm để làm gì? When you write something wrong with pencil, bạn sử dụng nó làm chi? Thì trong đây đáp án của cái cuốn sách này mọi người cũng biết là nó để rub something. Dùng cái rub để rub nó, dùng cái đồ bôi để bôi nó, kiểu vậy đó. Dễ thương hết sức luôn á. Thì ý là mình viết, mình use it when you write something wrong. Đây mình viết là something là viết tắt nha. Khi mà bạn viết cái gì đó sai with your pencil chẳng hạn, đúng không? Viết cái gì sai bằng bút chì thì lấy để bôi. Trời ơi. Rồi, why do you share a book? Tại sao bạn sẽ share một quyển sách? Câu này mình cũng chế nữa. Sharing is caring. Chia sẻ là quan tâm. Đó là chơi chữ kiểu tiếng nước ngoài. Nhưng thực ra là trong cái đáp án của sách này nói là gì ta? Khi mà người ta không có sách thì mình phải chia sẻ. Ok. Thì cũng đúng mà. Nhưng mà cảm thấy nó nhảm chưa? Bài tập của bài này là dở nhất đám rồi đó. What do you use a highlight pen for? Cái highlight dùng để làm gì? Make it easier to find when you need. Làm cho cái chữ nó the word chứ, những cái từ ngữ easier to find, làm cho từ ngữ nó dễ hơn. Còn trong cái đáp án của sách này nó kêu là để highlight cái gì đó, viết cũng như không. Rồi, what do you use a pencil sharpener? Đó, đây, giống y chang nè. Bạn dùng cái gọt bút để làm gì? Sharpen it. Thật ra cái chữ này mình không dùng là gọt bút đâu, tại nó không phải là cái gọt mà mình dùng là chữ gì luôn. Đồ, bào, viết chì. Đây là cái mà mình kêu nó hồi mà mình còn viết chì á. What do you use a ruler for? Bạn xài ruler để chi? Để measure or underline. Thì cái này đáp án còn được nè. Để đo hoặc là để gạch dưới. Vậy đi. Rồi, đây là những cái từ về chữ swap. Ok, mình đọc là swap, nhưng trong đây nó không đọc swap đâu. Mình search cái tiếng này cho mọi người coi nè. Ok, trong anh Swap đúng không? Ở đó, trời, anh Mỹ, anh nè. Swap. Ok, nhức cái đầu chưa? Chữ này đọc là swap bình thường được. Ở đây nó cũng viết là chữ swap luôn nè mọi người ha. Trời ơi. Swap. Thế nên là nó làm sao? Mọi người nhìn câu A là câu ví dụ nè. What does swap mean? Là cái chữ swap này có nghĩa là gì? Thì nó có nghĩa là đổi cái gì đó cho một cái gì đó, tức là đổi cái này lấy cái khác, đúng. Còn câu B là nó cho mình cái từ là like shop or stop. Cái này chắc mọi người sẽ không hiểu. Ủa tại sao nó lại giống chữ shop hay giống chữ stop? Là bởi vì cách phát âm này nè. Swap. Nếu mà bạn đọc giọng Anh thì nó sẽ phát âm giống chữ shop hay chữ stop. Sợ chưa? Ok, đây ba chữ swap hay là swap hay là chữ shop với là chữ stop, ba chữ này nếu đọc giọng UK là giống nhau, được chưa? Còn đối với US thì sao? Thì nó cũng vậy luôn, nó cũng giống nhau luôn, cho nên là swap, shop và stop, đúng không? Còn nếu như mà anh Mỹ là swap, và cái này là shop và này là stop luôn. Ok, này là US nha, đó swap. Ok. hơi nhức đầu phải không? Viết vậy mà đọc vậy đó. How do you spell it? Rồi đây, bạn đánh vần như thế nào? Là S-W-A-P gì đó rồi. S-W-A-P. Đó, swap. How do you spell it? Swap. Rồi, can you make an example of swap? Bạn có thể nào mà làm ví dụ của swap không? À, cái này câu này mình đọc khác rồi, mình làm khác đáp án nè. Bạn có thể nói là, tức là bạn có thể làm một ví dụ của nó. Đây là mình đặt câu hỏi cho mấy chữ nè. Thôi bài này không hiểu, thôi bỏ qua cũng không sao nha mọi người. Bạn có thể là I can see the board from here, could you swap the place with me? Tức là người ta kêu mình là làm ví dụ. Mình phải đặt mỗi câu để mình cho người ta nói thành cái ví dụ, đúng không? Rồi, tiếp 31.4. Ok.
Muốn cái gì thì hỏi thành câu gì. Bài này là bài hữu hiệu nhất, coi như là có hiệu quả nhất trong cái bài này, tập này luôn. You want to look up a word. Bạn muốn tìm một cái từ thì bạn, could I borrow your dictionary? Thì mình đi mượn cuốn từ điển. Ok, này hợp lý nè. Bạn không thể nghe cái DVD. You can't hear a DVD player. Sorry. Thì bạn sẽ hỏi là could you turn up the volume please? Bạn có thể nào là vặn cái volume lớn mà mình dùng được không? Thì ừ, đó. Trong mấy cái này là nó còn xài được nè. You need to borrow a dictionary. Bạn cần phải mượn cuốn từ điển thì sao? Can you? Hồi nãy là nó là can I đúng không? Can I thì dùng borrow, mà can you phải dùng gì? Can you lend me a dictionary? Đó, bạn cho mình mượn được không? Tiếp nữa, you didn't hear what the teacher said. Bạn không có nghe cô giáo nói gì hết hả? Ok, nó giỡn chứ. Khi bạn không nghe được cô giáo nói, bạn sẽ nói là could you repeat that please? Đó, cô ơi, cô lặp lại giùm mình được không? Chẳng hạn, you want to know the difference between lend and borrow. Bạn muốn biết cái sự khác nhau giữa lend với borrow. Thì, can you explain the difference between. Nhớ chữ difference là đuôi CE nha, là danh từ, sự khác nhau giữa hai chữ này. Đó, lend and borrow. Rồi, you need to use someone's ruler. Bạn cần phải xài cái thước của ai đó. Tại bạn không có thì could I borrow your ruler? Mình thêm chữ please vô đi. Nghe vậy nó mất dạy quá. Đây, nó dễ thương liền. Could I borrow your ruler please? Do you want to sit you want to sit in someone else's seat? Bạn muốn ngồi chỗ người khác. Bạn muốn ăn đập rõ ràng luôn. Could you swap could we swap places? Mình đổi chỗ được không? Thôi thêm chữ please vô đi. Trời ơi, nghe cho nó dễ thương. Mặc dù could là cũng là trang trọng rồi, nhưng mà không có chữ please vô nghe nó thiếu thiếu cái gì á. Rồi, thì trong những tình huống này, bây giờ ví dụ nha. Cô ơi, cô nói lớn lên giùm em được không? Ví dụ như là bạn đang học trong cái lớp đó mà không ai nói tiếng Việt hết trơn á. Ví dụ bạn học trung tâm mà bạn học trong giáo viên nước ngoài á. Cô nói lớn giùm em được không? Could you speak louder please? Chứ đừng có nói là could you turn up your volume. Cô dặn cái volume của cô lớn, chắc bà ký vô cái đầu á. Yes. Could you speak louder please? Ví dụ chẳng hạn vậy. Rồi bạn có thể cho mình mượn bút chì được không? Thì hỏi thử đi. Bạn cho mình mượn. Could you lend me your pencil please? Thấy không? Cho mình mượn bút chì được không? Khác nha. Could I borrow your pencil please? Đó chẳng hạn. Rồi giờ nghĩ mọi người thiếu gì mọi người mượn đó đi. Mình là nói về đi học là giờ thiếu thốn đủ thứ rồi đó. Think about your last lesson. Bây giờ nghĩ về cái lần cuối cùng bạn đi học. Lần cuối cùng trên đi học là khi nào vậy trời? In English or any other subject. Hồi giờ tự học quá nhiều nên không còn nhớ cảm giác đi học nữa rồi. Trong tiếng Anh hoặc là những cái môn khác. Ý giờ có đi học yoga nè, đâu có làm gì đâu. Did you do any of these things? Bạn có làm gì trong mấy cái này không? Lần cuối cùng đi học mình có xài mấy cái này không? Use a highlighter pen. Chắc cú luôn. Trên học cái gì từ hồi nhỏ tới lớn là luôn luôn có bút màu trong bút viết. Trong bút viết lúc nào cũng có. Viết mực, viết chì, viết đỏ, viết màu nha. Gum, thước là luôn luôn có. Viết xóa chắc chắn là có. Trên đi học là chưa bao giờ thiếu một món gì. Mất cái gì là mua lại cái đó liền luôn á mọi người. Không phải giàu hay gì, nhưng mà thiếu, chịu không nổi. Phải có, việc gì thiếu được chứ việc học không thiếu được. Look up any words. Có tra từ điển. Giờ còn tra luôn á chứ còn gì nữa. Giờ Trinh vẫn tra từ điển, Trinh không biết. Trinh tra hoài luôn nè mọi người, thấy chưa. Swap places with anyone. Có đổi chỗ với ai không? Có, thích thì đổi thôi. Share book with anyone. Trời, mình chia sẻ sách với mọi người mỗi ngày luôn nè, thấy chưa. Đó, tụi mình đang coi chung cuốn sách luôn nè. Borrow anything. Mượn gì ta, mượn tiền là gần nhất á. Use a ruler. Xài cái thước có chứ. Use a rubber, xài gom có luôn. Lend someone a pencil. Mượn cho ai đó mượn bút chì có luôn. Mình chiên ra cho người ta mượn viết xong rồi nó mượn luôn, không có trả lại. Không có giống trong định nghĩa không đây, mất hết luôn. Rồi, bài hôm nay học cho vui thôi. Và sửa phát âm một số từ rất quen. Vậy là hết. Bữa sau là cái gì vậy ta? Bữa sau là school education. Trời ơi thôi. Trời ơi, bắt đầu nói tới hệ thống giáo dục thì nó rất là khác nhau ở nhiều phương diện. Ủa sao có cây son ở đây vậy? Ủa có cây son ở đây. Y ở đây cũng có cây son nè. Đây có mấy cây luôn. Ôi. Ở đây có gì? Bây giờ học bút của mình thì không có như hồi xưa, không có cơm ba nữa. Nhưng mà đảm bảo viết mực, viết chì, viết đỏ là có đó. Highlight hồi nãy mọi người thấy rồi đúng không?
Đây nói có sách mách có chứng luôn, có bút mực nè, bút đỏ nè, bút chì mới để đây rồi, đây đó, lúc nào Trinh cũng có này để Trinh học mà. Không có cơm ba, không có cây thước tam giác thôi, còn có cây thước đo độ này à. Không có thước thẳng tại vì cái bóp này nó nhỏ quá đó. Đó vẫn còn để học nha mọi người. Hồi trước á, lúc mà Trinh đi dạy á, là trong trung tâm đôi khi là người ta có bút, nhưng mà Trinh cũng vẫn tự mua bút, bút mà để viết lông á nha. Kiểu như là nếu không có cái gì đầy đủ dụng cụ để học nó khó chịu, tập vở không vậy, luôn luôn là đầy đủ, không cần cô giáo kiểm điểm đâu, tự bản thân thấy thiếu là nó ngứa trong người. Sách cũng vậy, sách là phải mua đủ bộ, mà dùng một năm không có xài hết sách. Rồi anh đi quay nhớ lời thời đi học sao mà tốn cao dữ quá. Rồi bữa sau gặp lại mọi người nha, bye bye cả nhà yêu.